người lo âu, cãi nhau thêm sầu mình được chi đâu, giúp nhau cho từ giây về mai sau thêm yêu dấu. Dù rằng ngày hôm qua cãi nhau ông sao, người trẻ người lớn, 70 năm trời từ tay. Bước vô bước tới bước lùi bước qua bước lại, rồi thấy tình cơn lắm lúc khó khăn nhiều khi nó cũng đang quằn quại. Thôi thì giúp nhau trong lúc nỗi đau tiền tài nó vẫn chưa dừng lại, nhắc nhở cho nhau đi qua cơn nguy cực rồi sẽ tới mà thay lại. Cậu là còn nhẹ đó, còn Pinel chắc là phải đóng cửa một tuần để điều tra. Thì nói ra thì cũng tội nghiệp, họ cũng là nạn nhân của tên Toàn. Toàn? Toàn nào anh? Tên lừa đảo chuyên nghiệp. Em hết bi. Em hết bi dai như đĩa, dai như đĩa. Tắt máy luôn vậy đó. Có điều bỏ một người phụ nữ đẹp cũng ổn thôi ấy. Nhưng tiền là quan trọng nghe cưng ha. Nghe nói ông nghĩ làm móng dạo hả? Chuẩn bị mở tiệm nail không? Ờ đúng rồi, tôi cũng đang tính bỏ làm dạo, chuyển qua làm chủ, kiếm tiền lấy vợ ông ơi. Cái đó hay rồi nha. Mà định chừng nào mở? Cũng chưa biết nữa. Tại tôi mới lên Sài Gòn nè, không có biết mấy chỗ nào mà cung cấp phụ liệu làm nail hết. Biết mấy chỗ mà giá cao quá. Giờ mà tôi biết chỗ nào mà cung cấp giá rẻ là tôi hốt liền. Không biết chỗ nào không? Chỉ tôi đi. Tôi hả? Trời, tôi bán thịt heo sao tôi biết được chỉ không? Mà để tôi hỏi mấy bà bán kế bên nha, coi có ai biết không tôi chỉ cho. Có. Tất nhiên là phải có người biết thôi. Kính chào hai em. Anh là... Hai em không cần biết anh là ai hết, chỉ khi anh tự giới thiệu mình, hai em mới biết anh là ai thôi. Anh xin tự giới thiệu, bắt đầu giới thiệu nè. Anh giới thiệu luôn hả? Anh là Cao Toàn, là chủ phụ liệu nail lớn nhất ở quận này. Wow. Đừng bất ngờ, chưa bất ngờ đâu. Yeah. Anh có nghe loáng thoáng là hai em đang muốn mở một tiệm nail đúng không? Dạ. Yeah. Và muốn cần tiền để cưới vợ. Sao anh biết? Anh nhìn vào ánh mắt của em đó, ánh mắt của em rất là buồn bã, giống là thiếu thốn một gia đình nào đó và rất là thèm thuồng vợ. Ánh mắt đó giống ánh mắt anh ngày xưa. Công nhận ảnh hay ghê luôn. Anh đồng cảm với em chuyện đó. Anh nhìn anh thương lắm, anh muốn khóc luôn vậy đó. Anh ơi, sao tự nhiên anh ra ma quá vậy? Đó là sự đồng cảm đó em. Phật có dạy chúng ta là nếu kiếp trước chúng ta ngoảnh mặt lại 1000 lần thì kiếp này chúng ta sẽ được nhìn thấy nhau mặt đối mặt. Em không có làm nail. Anh nói bên này. Sao? Dạ. Nên anh quyết định sẽ giúp chú. Coi như là ông gặp được quý nhân rồi đó. Bữa tôi nói mà không chịu tin. Ồ, hay thiệt hả? Thầy bói nó nói đúng. Thấy không? Nên đi coi thầy bói nó nhiều lên nha. Dạ dạ. Đây là cao nhân của em chứ đâu. Dạ. Em thử coi sản phẩm của anh đi. Trăm nghe không bằng một thấy. Mời em. Không phải em. Anh nói bên này. Wow. Công nhận mấy màu sơn này đẹp với lại khắc xảo thiệt anh. Nhưng mà cái ánh nhũ này nhìn nó hơi... Sao? Nó hơi giả. Biết sao nó nhìn nó giả không? Tại vì em là người không có chuyên nghiệp. Ngành nail không như những ngành khác. Nó đa sắc và đa diện. Nó thật thật, giả giả. Và nó giả giả, nó thật thật. Biết không? No. Biết rồi, hỏi bên đây. Dạ. Mà hàng của anh đó
là hàng châu Âu nên nước sơn bám rất là lâu. Em yên tâm chuyện đó đi. Nè nè nè, anh còn nữa, anh còn một cái sản phẩm đó là nước dưỡng da chân. Bảo đảm khi mà sức vô thì da chân sẽ mềm và bóng mịn. Bóng mịn. Mịn màng đó. Dạ. Mà anh cho em hỏi da. Cái da hả? Anh chờ cái câu hỏi của em. Anh sẽ giảm cho em 30%. Wow. Quá tuyệt vời luôn rồi. Không ai mà giảm nhiều vậy đâu. Đúng. Ôi, chị mai anh giao qua tiệm cho em nha. Có gì em trả tiền mặt cho anh luôn. Chuyện nhỏ. Nè, anh coi đi. Đây là tiệm của em. Wow. Tiệm của em thật là lộng lẫy, đầy màu sắc, đầy sang trọng. Nhưng chưa đâu, khi em hợp tác lại Cao Toàn này rồi, trong vòng một khoảng thời gian ngắn thôi, Cao Toàn này sẽ làm cho tiệm nail của em trở thành một tiệm nail thật là hoành tráng và thượng đỉnh nhất cái Sài Gòn này. Thiệt hả anh? Thiệt chứ sao không. À đúng rồi anh. Hả? Em có nhỏ bạn thân, nó cũng làm chủ tiệm nail luôn. Anh giúp em xong cái anh giúp nó luôn nha. Bạn thân? Dạ. Chủ tiệm nail? Dạ. Ngon. Không, nó làm nail chứ không mở nhà hàng. Không phải, ý anh nói là hợp tác với anh á là bảo đảm sẽ ngon lành. Khi nào á em rảnh thời gian, em có việc giới thiệu bạn em cho anh biết đi. Khi nào chị cho xa anh? Bây giờ luôn. Bây giờ luôn hả? Dạ bây giờ luôn. Ngon. Ngon lành. Giờ em dẫn ra nha. Dẫn ra liền đi. Anh đợi em chút. Để anh đợi cho. Xin mời. Dạ. Tôi chính là Cao Toàn. Ủa, sao anh lùi bước về sao vậy? Để thấy em rõ hơn. Âm nhạc trong đây làm cho anh có hứng về âm nhạc quá. Anh muốn nhảy quá. Nhảy mai cồn ha. Anh Toàn. Hả? Anh đi đâu vậy? Ủa, em trai. Nãy giờ anh muốn gặp em mà không được. Anh bây giờ có chuyện gấp ở công ty. Tại bận họp để ấy mà. Thôi anh về nha. Trước khi về á thì hãy đi theo tôi. Đi làm gì? Công ty anh bây giờ căng công việc lắm, không có đi được đâu. Đi. Khoan đã. Giờ tôi mời anh đi theo tôi. Cái gì không, bây giờ là ha, bây giờ công ty rất là bận, không có đi đâu hết. Anh không đi đâu cả. Tôi nói anh nghe không rõ hả? Giờ tôi mời anh đi theo tôi. Cái chữ mời này sao nghe quen quá vậy? Không, không đi đâu hết. Anh là ai? Anh là ai mà kêu tôi đi theo anh và mời mọc tôi bằng giọng điệu đó? Tao là trưởng công an khu vực. Giọng anh đẹp quá. Giỡn mặt hả? Dạ không có. Làm gì mà che mặt? Em sẽ chụp hình quay phim. Dạ muốn anh đi đâu cũng đi theo hết á. Em thấm thía câu này rồi. Giải thích thì lên phường. Mời anh. Dạ. Cảm ơn anh Đạt. Cảm ơn anh Đạt. Lần trước tôi chơi xấu anh vậy mà lần này anh còn giúp tôi. Vì happy, tôi thiệt thòi một chút cũng đâu có sao đâu. Mình làm bạn nha. Không được. Chuyện gì ra chuyện đó. Tôi với anh vẫn là đối thủ. Nhưng mà chuyện này, tối nay tôi mời anh ăn cơm nha. Cảm ơn anh. Yeah. Cô mời mình đi ăn tối như là bữa hẹn đầu tiên. Phát rồi Phát. Buông ra. Dập ngã chuối cao. Trời ơi, lấy đâu rầm mà cúng hả trời. Bạch ghê. Ê, sao nay tăng động dữ vậy? Đừng nói là
với tôi nhé. Nó đùa mà, nó đùa. Hồi nãy anh bước vô, thấy Hạnh nó đi ra, nó tăng động y như em vậy đó. Chẳng lẽ hai đứa... Không có chuyện đó đâu. Coi dọn dẹp đi kìa. Một khoan. Hả? Tối nay anh ăn cơm mình nha. Ủa? Em không ăn, em có hẹn rồi. Vậy nha. Ủa? Nào giờ nó ăn cơm chung với mình không à? Mình đi đâu nó đi đó như hình với bóng vậy đó. Tự nhiên nay sao đi ăn cơm một mình ta? Không lẽ đi với Happy? Happy, vô đây lẹ nè. Maybe I didn't love you. Tôi mặc cái bộ này tôi thấy khó chịu à. Hay anh cho tôi về nhà tôi thay bộ đồ dí của tôi nha. Thôi, tự nhiên tới đây rồi mà về cái gì? Cô mặc này đẹp chứ bộ. Hay là mai mốt cô mặc này hoài luôn nha. Không dám đâu nha. Tại tôi cảm ơn anh nên lần này tôi chiều anh thôi, không có lần thứ hai đâu. Sao anh nhìn tôi dữ vậy? Bộ tôi mặc này kỳ lắm hả? Không có. Cái đầm này rất hợp với em. Với cô. Nhưng mà có một chỗ nó sai sai á. Sai chỗ nào? Đáng ra với cái đầm này cô mang guốc sẽ hợp hơn. Tôi đó giờ làm gì có guốc. Anh góp ý hoài, thôi tôi đi về. Đôi trẻ nắm tay nhau. Ủa, lúc trước tụi nó ghét nhau như kẻ thù vậy đó, bây giờ sao xuyến xoắn dữ vậy ta? Có khi nào từ tình bạn nó lạng sang tình yêu không? Oh my god. Anh có biết ngay từ lần đầu gặp mặt em đã rất là mê cái vẻ thư sinh của anh không? Vậy đó hả? Lúc nào em cũng thích một người đàn ông ngơ ngơ khờ khờ như anh vậy đó. Vậy đó hả? Em có biết ngay từ lần đầu gặp anh đã thích cái vẻ hiền lành quyến rũ của em hay không? Vậy thì mình đến với nhau nha anh. Tại sao lại không chứ? Tụi nó không thể nào tới với nhau được. Không thể nào tới với nhau được. Không thể, không thể. Em ơi, em có thấy đôi nam nữ mới vô phòng này không? Vô đây họ trao yến đó. Đôi nam nữ nào em đâu có nhớ đâu. Đôi nam nữ người con trai đeo mắt kiến, người con gái mặc đầm đen, mới trao yến ở đây nè. Trao yến là gì? Trao yến là tay là cái miệng này hôn nhau đó. Người ta là yến ngưng nhĩ, yến ngưng mỏ, ngưng mỏ đó. Hôn nó hôn đi. Mà em nhớ rồi. Nhớ hả? Có một cặp đây. Đúng rồi, tụi nó đó. Họ nói lộn quán họ đi rồi. Họ gì vô lộn quán hả? Nhưng mà họ đi đâu em biết không? Sao em biết được? Đi rồi nó lại trao yến nữa hả? Không thể, không thể. What happened? Đời cần gì lo âu, cãi nhau thêm sâu mình được chi đâu. Giúp nhau cho từ giây về mai sau thêm yêu dấu. Dù rằng ngày hôm qua cãi nhau hàng xóm, người trẻ người lớn, mấy mươi năm trời từ tay xa ta sao nhây quá. Mỗi sáng cứ bước ra bước vô bước tới bước lui bước qua bước lại, rồi thấy tình bên lắm lúc khó khăn nhiều khi nó cũng đang quăng quại. Thôi thì giúp nhau trong lúc nỗi đau tiền tài nó vẫn chưa dừng lại, nhắc nhở cho nhau đi qua cơn bị cực rồi sẽ tới hồi thái lai. Yêu đi, dân người nào cùng nhau để giúp nhau lúc đau đớn. Happy, đi xuống đây. Hôm nay anh sẽ mời em ăn một bữa thật ngon luôn. Làm gì hôm nay ông tối tôi vậy? Tính đầu độc tôi đúng không? Em cứ nghĩ xấu cho anh không à. Bữa ăn hôm nay coi như là sự hối lỗi và chân thành của anh đối với em. À,
để anh gọi thử coi người ta giao đang tới chưa nha. Tại sao phải ra ngoài ăn khi mọi thứ anh đã chuẩn bị hết rồi? Happy. Wow, trời ơi, sao anh biết ăn lẩu mắm vậy? Mấy món này anh làm hết hả? Tất nhiên là anh làm rồi. Ngồi xuống ăn, ngồi xuống ăn. Anh Mát, ngồi xuống ăn luôn đi. Thật là ngại quá, anh không biết phát ở nhà nên anh chỉ chuẩn bị có hai phần thôi à. Thôi không sao đâu, có gì em ăn ít lại chút. Anh Mát ngồi xuống. Ê, hay là em kêu chị Lâm với lại anh Tommy xuống ăn luôn ha. Không được đâu em ơi, tại vì anh chuẩn bị có hai phần mà năm người ăn không đủ thì hơi bị kỳ á. Ờ ha, vậy thôi ba đứa mình ăn thôi ha. Rồi ngồi xuống. Phát ngồi xuống ăn phát. Ừ, để anh ngồi. Để em đi lấy chén cho. Nè. Cảm ơn em. Rồi mời mọi người ăn. Ngon quá. Để anh múc cho em. Đây em ăn heo quay này đi, ngon lắm, chỗ này nổi tiếng lắm á. Em đi. Cảm ơn anh. Gấp bún vô nha. Dạ. Ăn đi, ăn đi. Để anh gấp cho. Anh nghĩ heo quay ăn không sẽ rất là ngán. Anh nghĩ em nên ăn thêm rau vào. Nhưng mà anh nghĩ lại, heo quay nó nhiều mỡ lắm, mà phụ nữ ăn mỡ thì không có tốt đâu. Ôi, giờ em ăn gì? Em ăn tôm nha, em ăn tôm đi. Tôm là hải sản, tốt cho sức khỏe. Em cũng thích ăn hải sản nữa. Rồi, mời mọi người ăn nha. Phát à, tôi nghĩ trên bàn ăn á, cứ để mọi người thoải mái đi. Ai thích gì thì ăn đó, đừng ép buộc họ nha. Hai người ăn đi. Ăn đi. Ăn đi Phát. Cao Xanh ơi, nghịch cảnh lá lai cơ cầu. Tại sao một người thì hai trai đẹp theo, một người thì không có ai theo hết? Ôi, chẳng lẽ mình sắp thành bá dòng rồi sao? Cái gì mà ông vô đó ông lèm bèm lèm bèm lèm bèm mà bá dòng là gì? Là bóng già đó. Ủa gì? Trời ơi, ông cũng biết thân phận của ông quá à. Nhưng mà trời cao quá đừng có kêu nha. Đây nè, tôi là gái đẹp mà gái thiệt luôn đó. Mà tôi còn ổng khơ đây nè. Ủa, ổng khơ là gì? Là ở không đó ông nội. Bà có biết thân biết phận dữ ha. Còn gì nữa, biết hết á. Ủa, mà bà đâu mà tiện lù lù ra ăn đóng vậy? Ông á, ông mới thù lù như con ma trù á, đâu ra vậy ạ? Bà nói đúng, tôi bây giờ thành con ma trù ngồi thù lù rồi. Tại vì chủ tôi sắp cho tôi ra rìa rồi đó. Ủa, vậy là sao? Thì bà nhìn kìa. Hạnh, ăn bánh tráng miệng đi em. Em cảm ơn anh. Anh tính để Hạnh tăng cân hả? Ăn trái cây nha em, cho mát. Thôi hai anh để ở dưới bàn đi xíu không anh? Hạnh, tối nay đi club không? Mình xỏa. Đi. Vậy là anh không hiểu tính của Hạnh rồi. Trước giờ Hạnh không hề thích đến những nơi đông người, đặc biệt là club. Sao anh biết? Chuyện gì của em mà anh không biết chứ? Dạ, 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi đó. 2 tiếng đồng hồ là tụi nó làm được nhiều việc lắm. Không lẽ giờ mình cứ ngồi để mình chầu chực nó như chó già vậy sao? Không, tôi quyết định không là không. Tôi không thể nào đứng trơ mắt nhìn cậu Phát về tay của Happy được. Ông nghĩ chắc bộ tôi muốn lắm hả? Cô một mà cô biết cái chuyện này hả? Trời ơi, cô tống cổ tôi ra khỏi nhà, cô không có nhận tôi làm cháu cổ nữa đó. Bà chỉ là người bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Còn tôi không những bị đuổi ra khỏi nhà, còn cắt luôn tiền thưởng cuối năm nữa. Rồi tôi sẽ trở thành Hamlet, trở thành người vô gia cư. Không, tôi không muốn trở thành Hamlet đâu. Tôi không muốn trở thành người vô gia cư đâu. Tôi phải tìm cách chia quyên rẻ thúy tôi nó ra. Giờ bằng cách nào? Phải nhờ vào người đàn ông. Là ông đó hả? Không, tôi không phải đàn ông, tôi đàn tì bà. Xác cậu hồn cô. Vậy nhờ ai? Nè, tính
em hết sức bình tĩnh, tự tin vô tỏ tình với Hằng. Em yên tâm đi, anh nghiên cứu rất kỹ rồi. 95% người tỏ tình trong phòng ngủ đều thành công một cách mỹ mãn. Tình yêu mà, em có như trò đùa vậy thôi. Tình yêu như thể rút thăm, rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể con dao đâm vào đau đớn, càng đau càng ghiền. Em vô làm cho nó ghiền đi. Đi làm cho nó ghiền đi, nhanh lên. Em à, anh có lời này muốn nói với em. Em có muốn nghe anh nói không? Hãy trả lời anh đi. À, anh biết em ngại đúng không? Nhưng mà không sao, em cứ nằm đó đi, để anh nói không cũng được mà. Thực sự là anh đã nói rồi, lần đầu gặp em anh đã bị cuốn hút bởi ánh mắt đó. Và anh cảm thấy trong cuộc đời này mình sống không thể thiếu em được. Em à, dòng sông thì cần phải có nước, mà anh thì cần có em. Do đó em hãy là dòng sông của cuộc đời anh được không? Nói tóm lại là vẻ đẹp không nằm trên đôi má của người thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Anh yêu em. Mình đừng kêu nó vô tỏ tình thôi mà nó hành động luôn hết rồi. Này mới lớn sao mà nó manh động như vậy trời. Nó sung dữ vậy. Trời, không được, phải vô nhà ngăn cản liền mới được. Cái gì vậy trời? Tính, tại sao Tính lại đột nhập vô phòng năm? Ủa sao anh kêu em là vô tỏ tình với con Hạnh, sao anh tỏ tình với bà Phai vậy? Hả? Chị không biết gì đâu. Bà Phai. Tính tỏ tình với Phai hả? Trời ơi, tôi nghi lắm rồi nha. Mấy kỳ thấy cái hành động của Tính nó kỳ kỳ là tôi nghi rồi. Hả, Tính tỏ tình với tôi à? Trời ơi, chết tôi luôn hả? Tính, mắc cỡ. Tính, em đi kêu chiếc A vô lăng giùm anh đi. Chi vậy? Chở về bệnh viện tâm thần liền. Ủa gì? Quan tưởng quá đi. Tôi kêu nó là đi tỏ tình với con Hạnh mà sao bà ở đây vậy? Ủa, cũng ông không à. Ông nói tối nay là phải thức nguyên đêm để làm một việc đại sự, nên bây giờ tôi phải ngủ bù nè. Trời đất ơi, lộn chuồng rồi. Tính hậu đậu quá đi nha. Có chuyện gì vậy? Ở thiên Tính tỏ tình với bà Phai nè. Tại anh suối không chứ ai? Thì kêu em tỏ tình với con Hạnh, ai về em tỏ tình với bà Phai vậy? Bà Phai bà hiểu lầm đó. Bà Phai bà kêu làm cái chuyện này đó, bà bày ra đó. Trời bậy nè. Cái này là ông bày nha ông Tommy. Môi đã mỏng rồi đừng có khẩu nghiệp dành môi nha. Tôi nói hồi nào. Trời bà xuống tôi mới làm, tôi có biết gì tôi làm. Còn là ai bày ra chuyện này? Tôi bận đi công chuyện. Tôi đi với. Đi với có đồng bọn á. Ê, cho tôi đi với. Chị Lam, chị đây, chân chị còn trên giường mà. Đời cần gì lo âu, cãi nhau thêm sâu mình được chi đâu. Giúp nhau cho từ giây về mai sau thêm yêu dấu. Bước tới bước lùi bước qua bước lại, rồi thấy tình gần lắm lúc khó khăn nhiều khi nó cũng đang quằn quại. Thôi thì giúp nhau trong lúc nỗi đau tiền tài nó vẫn chưa dừng lại, nhắc nhở cho nhau đi qua cơn bi cực rồi sẽ tới hoàn thành lại. Mập quá rồi. Eo giảm mỡ giảm xuống cái coi. Cố gắng nào.
vòng eo 5-6 nào. Chị Lâm. Hả? Chị viết báo cáo cho em chưa? Chị chưa có viết. 30 phút nữa không có. Em mét mẹ. Sorry em. Cái sai tôi biết à. Khi nào tôi làm sếp đi, hỏi ai sai tôi luôn nha. Đang tập mà mất hứng luôn à. Dạ em tới giao hàng chị. Trời hết hồn. Trai đẹp tới giao hàng hả? Lần đầu tiên em tới giao hàng. À lần đầu tiên hả? Hàng dạ. nhìn mặt dễ thương quá à. Dạ em còn giao hàng chỗ khác, chị ký vào giúp em. Ok. Em còn về. Ê. Dạ chị có cần kiểm tra không? Không cần kiểm tra đâu. Nhìn cái mặt cưng lương thiện như vậy là khỏi cần check nha. Rồi lần sau có gì giao hàng ở đây tiếp nha. Dạ. Cảm ơn cưng. Dạ cảm ơn chị. Làm mất hứng à. Phải tập nữa. Người ta giao kìm tới hả? Ừ, giao rồi cưng. Nói không, cưng yên tâm đi. Chị là tết tình, chị cẩn thận lắm. Làm cái nào là ra cái đó. Cố lên nào, chồng em 5-6. Chị Lâm. Hả? Gì đây? Thì hàng đó. Hàng nào bỏ trong hộp? Trời ơi, hàng nhiều lúc người ta kỹ, người ta để trong hộp cho mình đó em. Qua đi. Cơm hộp. Trời ơi, chị làm ăn cái kiểu gì vậy chị Lâm? Không bao giờ tập trung hết hả? Chị làm ăn kiểu này mai mốt á, chị bán luôn cái tiệm nail của mẹ con em đó. Thì sorry em. Sorry hoài à. Chị không có cố tình mà, tại vì nó cố ý nó giao cơm đó em. Nè, người ta giao nhầm cơm hộp còn đỡ. Mai mốt người ta giao nhầm hàng cấm thì sao? Thì lúc đó mình tính tiếp. Em, bây giờ mình giải quyết cái thùng này ra sao em? Ăn cho hết đi. Hả? Trời, chị đang tập cho vòng eo 5-6 mà chị ăn hết thùng này chắc thành vòng eo 160 quá. Ăn. Ăn. Phải. Trời, cuộc đời nó tàn nhẫn như tôi quá bà. Phải. Tôi đây. Bà cần ambulance không? Ambulance làm gì hả? Chở vô bệnh viện tâm thần liền. Trời, nó mới gì đưa tôi vô bệnh viện tâm thần như vậy bà nội? Bà không bị gì mà sao bà la hét om sòm mình bà vậy hả? Trời đất ơi, mọi người bà... Tôi buồn quá. Bà khóc hay bà cười vậy? Tôi đang khóc đó. Trời, công nhận nha, mặt bà hề dễ sợ luôn bà Phai. Bà khóc như cười vậy đó trời. Thì đúng rồi, tôi cười đó. Tôi cười cái thế thái nhân tình đối xử với tôi tàn nhẫn qua mò. Bởi người ta nói á, cười nhiều chưa hẳn đã vui, chẳng qua là để chôn vùi nỗi đau. Nụ cười không giống như nhau, có khi lệ chảy lòng đau mà vẫn cười. Bà đang trong trường hợp đó đó. Đúng rồi. Mới bị chủ chửi phải không? Mới bị chửi đúng không? Thân phận trợ lý nó nhỏ nhoi lắm, bọt bèo lắm, bị chửi là chuyện bình thường. Number 5. Yeah. Chính ông xác đúng không? Chính xác, ông hiểu ý tôi rồi. Ông nghĩ đi. Tôi đi làm cho người ta. Tôi làm mua xin cho người ta. Tôi làm cho con happy đúng không? Ừ. Nó nhỏ hơn tôi thì ít nhất nó phải tôn trọng tôi. Nó có la mắng tôi thì nó cũng phải nhỏ nhẹ thôi. Nó hề xéo sắc với bà lắm đó. Nó xéo sắc với tôi, trời ơi, nhiều lúc nó như má tôi vậy đó. Mà trong khi cái tuổi của tôi là đáng tôi chị, tôi má nó, mà nó chửi tôi tàn nhẫn, tôi giận. Tôi cảm thấy tôi tủi thân quá. Tôi bị chèn ép quá mà, đúng không? Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ tôi phải bùng lên chứ, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ bùng lên giờ tôi phải làm sao? Tôi nói cho biết nha. Thằng Phá với con Hạnh á, hai đứa nó yêu nhau. Mà nghĩ coi, yêu cái gì mà yêu, trong khi hai bên là kẻ thù không đội trời chung. Ngoài mặt á, là con Hạnh hay la bà, nó hay ngoáng mắt với bà. Nhưng mà thật ra bên trong á, là nó với thằng Phá yêu nhau. Yêu cái gì mà yêu trời, hai gia đình á, là kẻ thù không đội trời chung. Cái gì? Ông nói gì? Thằng Phát với con Happy yêu nhau hả? Sai đắm, đắm đuối luôn. Xuyến xoắn luôn. Trời ơi ông ơi. Trời ơi, tôi đang nghe cái tự nhiên cái tôi tỉnh rượu luôn à.
mà tụi nó có yêu nhau thiệt không không? Thì tôi cũng không biết rành nữa, tôi chỉ si đoán vậy thôi à. Nhưng mà cái gì thì cũng phải có bằng chứng. Mình phải có bằng chứng. Nói có sách là mách phải có chứng, đúng không? Ừ. Mà nếu không có bằng chứng thì... Mình phải tự tạo bằng chứng ra. Exactly. Phát, đứng lại. Chị muốn nói chuyện với cưng. Chị nghe nói là cưng đang yêu con Happy nhà chị, đúng không? Chị nói gì em không hiểu gì hết. Trời ơi, cái mặt giả nai hả? Hả? Giả điên khiên đồ Mỹ hả? Em không có được quen con Happy nhà chị nữa nha. Kết thúc không có hậu đâu đó. Còn quen nữa hả? Tôi mát à. Anh Phát, có chuyện gì vậy? Cái gì mà nhậu xỉn dữ vậy trời? Đây hai đứa yêu nhau nha. Không được nha. Bà Phai, dậy. Bà Phai. Dậy bà Phai. Dậy. Ôi, tôi đang nằm ngủ mơ lấy thằng Phát cái con Happy yêu nhau say đắm. Đã vậy tụi nó còn đẻ một đội banh á. Trời ơi, nhìn thấy ghét luôn à. Trời, bà dậy giùm cái đi. Tôi mới thấy đôi trẻ vừa phóng sanh ra khỏi cái gia trang này rồi. Hả? Tụi nó bỏ nhà đi rồi. Ông chị thấy tụi nó đi với nhau hả? Thì đó, thằng Phát con Hạnh hai đứa đi ra khỏi nhà rồi. Thì sao ông đi theo, tụi nó ông cản nó giùm tôi. Ủa, đâu có liên quan tới tôi đâu, tôi cản. Ủa, không liên quan tới ông hả? Không liên quan tới tôi. Ủa gì thì cũng đâu liên quan gì tới tôi đâu. Vậy thôi để tôi ngủ tiếp. Nói gì không nói gì đó. Nói chuyện quỳ vốn không à. Nhất định mình không thể yên chuyện này đâu. Phát ơi, công viên hay trong nhà ngồi có chị vui ra đây ngồi dữ quá. Em ra chị đúng rồi, rõ ràng là đã lơ là em nói chuyện. Phát ơi, Phát, Phát ơi, Phát ơi, Phát, Phát ơi, rõ ràng là nghe tiếp xù xì ổng mất của tụi nó đâu đây mà ta lẽ mất tình tụi này bị lãng tai hả trời. Phát ơi, Phát, Phát ơi, Phát ơi, Phát. Anh xin lỗi, mình thấy nó bắt quá. Phát ơi, Phát, Phát ơi, Phát ơi, Phát, Phát ơi, anh thì biết mình nè. Phát ơi, Phát, cô đứng đây chờ Phát em trai đi phải không? Cô đứng đây không gió. Gì? Không gió hả? Cô làm cho tôi tâm thần hay sao vậy? Tôi cảnh báo cô nha, đừng có theo Phát em tôi nữa nghe. Tôi nói cho anh biết nha, tôi mà phát hiện anh theo dõi tôi một lần nữa hay là kiểm soát quyền riêng tư của tôi kiện cho ra tòa. Ủa? Mình làm gì sai trời? Ủa? Quá! Cô mà còn theo thằng Phát em tôi nữa đó, tôi xin mét với bà Phai điện thoại, mét cô một cho cô coi nè. Đứng làm cô nói chuyện với tôi. Cô đứng... Trời đất ơi, chút xíu nữa bé học nhặt rồi. Trời ơi, thiệt tình, tức quá mức mà. Phát ơi, Phát. Cô
Cô ơi là cô ơi, con ở đây vậy chứ con đơn độc, con đơn lắm cô ơi. Con bây giờ... ước gì bây giờ có cô ở đây, con được dựa vô bờ vai khủng long của cô để con được khóc, con được chia sẻ. Thôi mà nín đi, đừng có khóc nữa. Mày khóc rồi làm sao mà tao nghe được mày nói cái gì. Cô ơi là cô ơi, cô ơi là cô ơi. Trời ơi mày, trời ơi tao nói mày nín đi, mày đừng có khóc nữa mà, khổ quá đi. Trời ơi tôi biết mấy người khó khăn cái gì để mà tôi ăn ủi đây. Cô biết hung tình gì không? Con Happy ở đây đó, nó không có chịu phụ con một cái gì hết. Tối ngày nó đi hẹn hò, nó đi theo trai, nó bỏ con một mình bơ vơ đó cô biết không? Cái gì? Có cái vụ đó luôn hả? Dạ thiệt, con thề. Trời đất ơi, cái con nhỏ này hèn gì á, mày biết hai bữa nay á, cô nói chuyện điện thoại với nó hả, ba câu nói thôi là nó cúp máy, nó bỏ đi liền. Thì ra là nó trúng đúng bùa mê thuốc lúa của thằng Phát. Không được, không được, cô sẽ phải về Việt Nam. Hả, cái gì? Cô về Việt Nam hả? What? Really? Oh my god. Nghe mình nghe làm nẻo giúp cho bao người ngày càng xinh theo. Ước mơ một ngày ai ai cũng thích nào. Cùng nhau để giúp nhau lúc đau đầu.